Trong tình hình dịch Covid diễn ra phức tạp, với tốc độ lây lan nhanh chóng, ở tỉnh Bắc Giang, trong đó có huyện Hiệp Hòa, đã có người nhiễm dịch. Thực hiện lời kêu gọi của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa về việc toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 để có thêm nguồn lực hỗ trợ, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an ninh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe người dân. Xác định được ý nghĩa to lớn của cuộc vận động, Công đoàn Trường Mầm Non Đức Thắng tình nguyện nấu cơm phục vụ bữa ăn cho người phải cách ly tập trung tại điểm trường Mầm Non Thị trấn Thắng của huyện Hiệp Hòa. Thực hiện cái lời kêu gọi của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thì Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện triển khai cái hoạt động để ủng hộ biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn huyện. Thế thì trong thời gian qua thì Công đoàn Trường Mầm Non Đức Thắng thì đã tổ chức nấu ăn cho các cán bộ, chiến sĩ và người dân thực hiện cái việc cách ly tập trung tại trường Mầm Non Thị trấn, địa điểm mới. Thì qua hai buổi nấu ăn ấy thì cái mô hình hiệu quả, thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban huyện, thì huyện đoàn đã là đơn vị chủ trì phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai cái mô hình bếp ăn tình nguyện. Thế nguồn thực phẩm thì sẽ từ các đoàn viên, hội viên từ cơ sở, và chúng tôi tổ chức tiếp nhận, và lực lượng nòng cốt để nấu ăn là đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường Mầm Non Đức Thắng và các tình nguyện viên của các hội. Và đến nay thì nhìn chung là bếp ăn tình nguyện của huyện thì đã diễn ra rất là hiệu quả, và các anh em tình nguyện viên rất là hăng hái, và những suất ăn thì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay, mỗi ngày bếp ăn của trường Mầm Non Đức Thắng luôn đỏ lửa để phục vụ 440 suất ăn cho 220 người đang phải cách ly ở trường Mầm Non Thị trấn Thắng. Đây là mô hình điểm đầu tiên đảm nhận một trọng trách lớn nhằm đảm bảo sức khỏe của người dân trong công cuộc chống dịch Covid hiện nay tại huyện nhà. Cô giáo Trần Thị Mai, Chủ tịch Công đoàn nhà trường kể lại, khi biết huyện Hiệp Hòa tiếp tục mở khu cách ly tập trung mới do các F1 ngày càng tăng, trong điều kiện gấp như vậy, việc bố trí người phục vụ cho khu mới chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Trên cơ sở tuyên truyền kêu gọi của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động huyện và thông báo tuyển tình nguyện viên của đoàn thanh niên các cấp trong huyện để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban chấp hành Công đoàn nhà trường đã xây dựng ý tưởng, đề xuất và được Ban quản lý của khu cách ly chấp nhận ngay. Làm một việc gì nhỏ bé như làm tình nguyện viên hay đi nấu cơm, và tôi cũng đã đưa ý tưởng đến đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện là đồng chí Tuấn và xin ý kiến, thì đồng chí có cho tôi biết là một số cơ sở là cách ly trên địa bàn huyện của chúng ta, thì tôi cũng nghĩ là mình sẽ làm ở một cái cơ sở là gần nhất là đơn vị trường Mầm Non Thị trấn đang được đón các bà con nhân dân cách ly ở đó. Thì chúng tôi đã liên hệ với đồng chí Hà là huyện đội phó phụ trách của trường Mầm Non Thị trấn, nên là tôi cũng đưa ý kiến và đề xuất, thì đồng chí có bảo nếu như muốn nấu cơm cho mọi người thì chị phải làm như thế nào, là đưa từ bên ngoài vào bên trong cho bà con. Tôi nghĩ là về phát động chị em của đoàn viên công đoàn trường mình tham gia nấu những bữa cơm tình nguyện để góp sức với lại bà con, trong khi bà con cách ly thì chưa chuẩn bị một cái gì đó cả, bởi vì nó là đột xuất, nấu cơm thì chưa báo cáo được kịp thời với lại đồng chí bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường để lấy địa điểm của nhà trường mình nấu, nên tôi đã phối hợp với lại một số nhà cung ứng thực phẩm, rồi một số nhà tài trợ như là chỗ cháu Nhật Hà và nhà Hoàng Hường, thế là giúp sức với tôi với đoàn viên công đoàn nhà trường là nấu bữa cơm tình nguyện tại nhà tôi, là được bữa đầu tiên là chiều hôm 17 tháng 5 với tổng số suất là 125 suất được đưa vào, thì bà con rất là phấn khởi. Bữa cơm đầu tiên nấu tại gia đình của nhà cô giáo Chủ tịch Công đoàn nhà trường
là 125 suất ăn vào chiều ngày 17 tháng 5, trị giá mỗi suất ăn là 30.000 đồng. Do mọi người tự chế biến, nấu lấy nên bữa ăn cũng khá tươm tất. Bữa nào cũng có 6 món ăn để đảm bảo sức khỏe cho mọi người được cách ly. Các loại thực phẩm như thịt gà, thịt lợn, cá hay trứng, rau củ quả đều được thay đổi bữa ăn trong ngày. Toàn bộ thực phẩm và thiết bị phục vụ bữa ăn do các cô giáo nhà trường và một số tình nguyện viên, các nhà hảo tâm của địa phương tự nguyện đóng góp. Ai có gì mang theo, từ xoong nồi bếp ga v.v. và các dụng cụ khác để thực hiện nhiệm vụ. Và thấy cái mô hình của chúng tôi làm được như vậy và được rất nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường hưởng ứng. Đoàn viên của chúng tôi là nhiệt tình, nhiệt huyết và phát huy được cái khả năng đó. Thế một số bà con và các nhà hảo tâm biết được cái việc làm của chúng tôi đã hưởng ứng và đem đến cho chúng tôi những cái tình cảm như gạo, rau, thịt, trứng. Trong tình hình suất ăn ngày hôm sau tăng lên và xác định thời gian nấu sẽ kéo dài chứ không phải ở một vài ngày, Ban chấp hành công đoàn nhà trường và ban giám hiệu đã quyết định chuyển vị trí về tại điểm trường chính của nhà trường tại khu dân cư Đức Thịnh, vừa thuận lợi trong quá trình chế biến theo bếp ăn một chiều để đảm bảo được vệ sinh, vừa lại tận dụng được toàn bộ số thiết bị, dụng cụ đã có sẵn từ bếp ăn bán trú của nhà trường, và quá trình di chuyển đồ ăn đến nơi cách ly cũng rất thuận lợi. Chia sẻ với cô giáo Nguyễn Thị Hoa, hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhằm đảm bảo an toàn về mọi mặt, nhà trường đã báo cáo với phòng giáo dục và đào tạo huyện Hiệp Hòa và đã được lãnh đạo của phòng nhất trí. Đồng chí Phạm Văn Hà, trưởng phòng giáo dục đã trực tiếp về kiểm tra việc làm và biểu dương tinh thần trách nhiệm rất lớn của cán bộ giáo viên nhà trường cùng các tình nguyện viên của địa phương. Trưởng phòng giáo dục cũng nhắc nhở công tác vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân. Trước sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân địa phương về việc làm ý nghĩa của nhà trường, đặc biệt là sự ghi nhận, lời cảm ơn sâu sắc của những người đang phải cách ly tập trung, Liên đoàn Lao động huyện, huyện đoàn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Hòa đã trực tiếp về thăm và kiểm tra mọi mặt, đặc biệt đề cao vấn đề an toàn thực phẩm. Lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội của huyện đã động viên tinh thần trách nhiệm của nhà trường trong công tác phòng chống dịch COVID hiện nay và đã có những phần ủng hộ nhất định nhằm phục vụ tốt các bữa ăn tiếp theo. Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện là trung tâm khởi nguồn cho sự sáng tạo, nâng cao trách nhiệm của mỗi đoàn viên công đoàn cơ sở trong công tác phòng chống dịch cấp bách hiện nay, vừa cung cấp cả lương thực, thực phẩm, giúp sức cho việc làm của nhà trường. Coi đây là mô hình rất nhân văn, mang tính cộng đồng cao cả và cần được báo cáo với Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa để nhân rộng mô hình trong toàn huyện, toàn tỉnh. Chiều ngày hôm qua, 20 tháng 5, đồng chí Giáp Xuân Cảnh, Phó Bí thư tỉnh đoàn cùng Thường trực tỉnh đoàn Bắc Giang, đồng chí Hoàng Công Bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, huyện đoàn, Hội Phụ nữ và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hiệp Hòa đã về thăm, động viên việc làm đầy ý nghĩa của cán bộ giáo viên nhà trường. Thăm toàn bộ các khu vực chế biến, nơi lưu giữ thực phẩm, bếp ăn, nơi chia đồ và nghe báo cáo của cô giáo Trần Thị Mai, Chủ tịch Công đoàn nhà trường, người có sáng kiến thực hiện mô hình này và những kế hoạch tiếp theo. Lãnh đạo của tỉnh đoàn và Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện Hiệp Hòa đánh giá rất cao về tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường và những tình nguyện viên có mặt tại bếp ăn. Đồng chí Hoàng Công Bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa cũng cho biết Ủy ban Nhân dân huyện sẽ hỗ trợ cả về người và vật chất khi cần thiết để đảm bảo tối đa cho các bữa ăn, bảo đảm sức khỏe cho người dân trong khu cách ly tập trung nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID hiện nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa Hoàng Công Bộ cũng đề nghị với Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa xem xét khen thưởng cho công đoàn trường mầm non Đức Thắng và nhân rộng mô hình điểm tới toàn thể công đoàn các nhà trường trong huyện. Hòa chung với khí thế sôi nổi của toàn dân trong huyện tham gia phòng chống dịch COVID hiện nay, đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Hòa cũng cho biết, cùng với điểm nấu ăn của trường mầm non Đức Thắng, mầm non Đoan Bái 1 và trường mầm non Ngọc Sơn để phục vụ khu cách ly tập trung tại các xã thị trấn trong huyện, thì hiện tại đã có 19 trường mầm non trong huyện chuẩn bị cơ sở vật chất làm cơ sở cách ly tập trung của địa phương. Điểm nấu ăn của trường mầm non Đức Thắng là mô hình điểm của ngành giáo dục Hiệp Hòa đã chủ động xây dựng ý tưởng đến cách thức thực hiện và đến nay đã được ban ngành đoàn thể trong huyện, các nhà hảo tâm quan tâm
chung tay cùng tham gia và được lãnh đạo các cấp ghi nhận. Do đó, mô hình của trường mầm non Đức Thắng rất cần được tuyên truyền rộng rãi tới các nhà trường và nhân dân địa phương. Ngày hôm nay thì tôi về đến huyện Hiệp Hòa thì tôi thấy rằng là ở đây chúng ta đã tổ chức một cái bếp ăn giữa các ngành đoàn thể, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, rồi công đoàn của ngành giáo dục của huyện nhà. Tôi thấy đánh giá rằng là đây là một cái mô hình rất hay, rất kịp thời, mang tính chất nhân văn để cho hỗ trợ cho bà con nhân dân ở trong khu vực cách ly có một cái bữa cơm thực sự là đầm ấm và đảm bảo về sức khỏe. Thì qua đây thì tôi cũng mong muốn là các địa phương cũng sẽ nhân rộng cái mô hình như thế này để có thể được nhiều người được hưởng lợi, được sự quan tâm của các cái đoàn thể chính trị xã hội, góp phần vào cái công cuộc đẩy lùi và đánh tan cái dịch bệnh COVID-19. Phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tình yêu nghề nghiệp, tình yêu nhân dân của đội ngũ giáo viên, cô giáo Nguyễn Thị Hoa, hiệu trưởng nhà trường tâm sự. Trong tình hình dịch bệnh COVID diễn ra khá phức tạp trên địa bàn tỉnh, nhà trường sẽ tiếp tục động viên cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường thực sự vững tin vào sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID các cấp và sự tâm huyết của các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Vì thế, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh thực hiện tốt các biện pháp chống dịch COVID với khẩu hiệu 5K tại các gia đình để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh nhà trường. Đồng thời còn tuyên truyền tới phụ huynh học sinh chủ động thực hiện nghĩa vụ công dân tham gia bỏ phiếu ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp vào ngày Chủ nhật 23 tháng 5 đã đến gần. Trên cơ sở đó, cán bộ giáo viên nhà trường sẵn sàng chia lửa với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện Hiệp Hòa, tình nguyện đóng góp công sức bằng những việc làm thiết thực, góp phần nhỏ bé của mình để mang lại sức khỏe cho nhân dân. Vì thế, bếp ăn của trường mầm non Đức Thắng sẽ đỏ lửa thường xuyên để phục vụ bữa ăn tại khu cách ly tập trung ở trường mầm non thị trấn Thắng của huyện Hiệp Hòa để sớm chiến thắng đại dịch COVID hiện nay. Với vai trò là những người làm công đoàn thì luôn mong muốn. Thì với cái mô hình rất là hiệu quả như này thì hy vọng là trong thời gian tới thì nếu như tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp thì rất mong là các công đoàn cơ sở tiếp tục học tập và triển khai cái mô hình này đến tất cả các đoàn viên để chúng ta cùng chung tay cùng phòng chống dịch COVID và chúng ta sẽ quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID. Mong muốn các nhà hảo tâm sẽ giúp sức nhiều hơn nữa, giúp đỡ phong trào của chúng tôi để nhân diện rộng ra mô hình này ra trên toàn huyện, toàn tỉnh cũng như các địa phương khác để góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc chống COVID cùng với nhà nước mình. Hòa quê